Thưa quý vị và các bạn, đèn bàn phò trạch là nghề truyền thống nổi tiếng của xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Từ cây cỏ bàng, người dân đã làm nên nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ nhu cầu cho khách du lịch. Đặc biệt mới đây, trước cuộc chiến rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, làng nghề truyền thống đèn bàn phò trạch đã có hướng đi mới, đó là sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền là một làng quê nổi tiếng với nghề đan đệm bằng có bề dày lịch sử hàng trăm năm nay. Khi chưa có đồ nhựa thì những sản phẩm nổi tiếng một thời như chiếu, giỏ sách, bao được làm từ cây cỏ bàng là những vật dụng chủ yếu của người dân trong vùng, đồng thời đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân nơi đây. Một thời, sản phẩm đã được xuất khẩu đi các nước Đông Âu và Liên Xô cũ. Ngày nay, tuy các sản phẩm làm từ cây bàng của làng Phò Trạch không còn tiêu thụ mạnh như trước, do bị cạnh tranh bởi các mặt hàng như chiếu trúc, nệm tổng hợp hay giỏ nhựa. Nhưng người dân quanh vùng vẫn còn có nhu cầu sử dụng vì chất liệu đệm bằng nhẹ, tiện di chuyển. Đặc biệt, sản phẩm đệm bằng là vật liệu thân thiện với môi trường. Cái làng nghề đệm bằng của chúng tôi là cũng hàng trăm năm trước, truyền lại cho đời sau. Người nó sinh ra lớn lên ở làng Phò Trạch cũng đa số là 80% là biết đan đệm chè của làng nghề. Qua một thời gian thì nghề bị mai một, chỉ có đan nhỏ lẻ để ra chợ bán thôi. Phát huy truyền thống nghề đệm bàng của làng Phò Trạch, ông Nguyễn Việt Nam, nghệ nhân làng nghề đệm bàng, đã sáng tạo ra các sản phẩm dựa trên lối đan truyền thống kết hợp với hoa văn dân gian cùng các họa tiết tinh xảo để tạo ra những sản phẩm như các mặt hàng đồ du lịch như túi sách, mũ, nón và các sản phẩm thân thiện với môi trường như chiếu du lịch tắm biển, nệm ngồi, túi sách thời trang, khay đựng, giỏ rác, đèn trang trí và các sản phẩm trang trí, đồ lưu niệm. Những sản phẩm này đã được thị trường đón nhận và phản hồi tốt. Khi mà toàn cầu và cũng như nước Việt Nam chúng ta và nói riêng cái tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước cái vấn đề môi trường, vấn đề rác thải nhựa, mà đặc biệt vừa qua là chủ tịch tỉnh đã có cái ý tưởng và xây dựng Huế trở thành một cái thành phố rất là năng động, thông minh, đặc biệt đi đầu trong cái vấn đề là chống rác thải nhựa, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho làng Phò Trạch. Trước thực trạng ô nhiễm về rác thải nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn hữu cơ Huế Việt cùng nảy ra ý tưởng dùng cỏ bàng được trồng ở xã Phong Bình để làm ống hút thay thế ống hút nhựa và làm những sản phẩm thân thiện khác như túi sách, giỏ đựng, chiếu. Đây cũng là hướng đi mà các cấp ngành của huyện Phong Điền đang tiến hành khảo sát, hỗ trợ sản xuất để đưa các sản phẩm thân thiện với môi trường làm từ cây cỏ bàng. Từ khi mà kết hợp với công ty thì chúng tôi bắt đầu là cho triển khai làm cái ống hút để thay thế cái ống hút nhựa, và cái công ty là sẽ bao tiêu toàn bộ cái đầu ra cho bà con, cũng như là huyện là đang cho chuẩn bị cái để mà xây cái nhà xưởng cũng và là cái khu trưng bày quảng bá sản phẩm. Trước nguy cơ dần bị mai một, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, đệm bàng Phò Trạch đã không ngừng cải tiến mẫu mã các sản phẩm. Cùng với sự hỗ trợ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và nguồn vốn khuyến công, đệm bàng Phò Trạch đang dần được khôi phục. Bên cạnh các sản phẩm thân thiện với môi trường từ cây bàng đang có cơ hội phát triển thay thế túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Cuối năm 2018, thì huyện đã giới thiệu cho công ty Huế Việt về liên kết với ủy ban xã chỉ đạo cái làng nghề để có cái liên kết để sản xuất các cái sản phẩm đệm bàng. Nhưng bước đầu á thì liên kết là sản xuất cái ống hút, sau đó thì sẽ làm thêm một số mặt hàng truyền thống như giỏ sắt, rồi là bao lồng nhang, rồi là lồng nhãn với mũ đệm, các cái loại hàng truyền thống. Thì bước đầu thì đã có hiệu quả. Ủy ban huyện đã phê duyệt cái đề án khôi phục và phát triển đệm bàng đến năm 2025. Riêng trong năm 2019, chúng tôi đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất lại theo hướng tổ hợp tác có sự liên kết của doanh nghiệp, hình thành điểm sản xuất tập trung, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại địa phương, làm cái điểm đến cho tour du lịch sinh thái kết hợp với làng nghề trong tương lai. Trước cuộc chiến với rác thải nhựa, làng nghề đệm bàng của người dân làng Phò Trạch, xã Phong Bình cũng sẽ có cơ hội hồi phục và có bước phát triển mới,
qua đó góp phần bảo vệ môi trường cũng như nâng tầm làng nghề truyền thống của địa phương.